trong chương trình SV596 thì tôi không phải đến chương trình để biểu diễn, mà tôi chỉ đến để ủng hộ trường của tôi tham dự cái chương trình này. Và ngẫu nhiên thì các bạn yêu cầu thì tôi hát một bài hát cho vui thôi. Và lúc đó thì vì chương trình không có dàn nhạc, không có ban nhạc, nên là tôi trong túi đang tiện có cái bài nào thì hát bài đó. Thì nó lại là vô tình là bài Hà Nội Đêm Trở Gió của nhạc sĩ Trọng Đài và lời của nhà văn Chu Lai. Bao giờ Mỹ Linh hát cái bài Hà Nội Đêm Trở Gió hay bằng cái hôm mà cô hát trong trận mà nhạc viện Hà Nội chơi. Và hát cũng không phải là theo kịch bản. Cô đến để cổ vũ cho đội nhạc viện. Và trên là các bạn đấy đề nghị Mỹ Linh hát và cô cất giọng hát Hà Nội Đêm Trở Gió. Bạn ấy là người hát cái bài đấy hay nhất khi đó. Hay nhất khi đó, Trọng Đài. Bây giờ nó vẫn hay nhất, vâng. Chưa ai hay, hay hơn bạn. Mỹ Linh cơ mà, Mỹ Linh cơ mà, một tràng vỗ tay cho Mỹ Linh cơ mà. Tôi mong rằng chúng ta thắng thua chỉ là chuyện thường tình thôi. Nhưng cái điều quan trọng nhất là các bạn hãy sống hết mình. Bởi vì chỉ có khi sống hết mình thì các bạn sẽ có những giây phút không bao giờ có thể quên được.